Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 64 phẩm vào pháp giới thứ 39. 7. Hưu xà yêu bà di, phó thác thứ 7 bất thối trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử nhờ sức thiện tri thức, nương theo lời dạy thiện tri thức, nhớ lời nói của thiện tri thức. Đối với thiện tri thức thâm tâm mến thích, bèn nghĩ như vậy. Nhờ thiện tri thức khiến cho tôi được thấy Phật, nhờ thiện tri thức khiến cho tôi được nghe Pháp. Bậc thiện tri thức là thầy dạy tôi, vì chỉ dẫn cho tôi các Phật Pháp, Bậc thiện tri thức là con mắt của tôi vì khiến cho tôi thấy Phật như hư không. Bậc thiện tri thức là chiếc đò của tôi vì khiến cho tôi được vào ao sen của chư Phật như lai. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến xứ Hải Triều, tới vườn phổ trang nghiêm, tường rào bằng các thứ báu bao bọc chung quanh, tất cả cây báu thẳng hàng trang nghiêm, tất cả cây hoa báu mưa xuống các hoa đẹp trải khắp mặt đất, tất cả cây hương báu hương thơm ngào ngạt sông khắp mười phương tất cả cây tràng hoa báu mưa xuống tràng hoa báu lớn nơi nơi thòng xuống tất cả cây mani vương báu mưa xuống đại mani báu đầy dẫy khắp nơi tất cả cây y phục báu mưa xuống đủ thứ y màu sắc tùy theo sở ứng răng bẩy khắp nơi tất cả cây âm nhạc gió động thành tiếng, tiếng đó rất hay hơn hẳn nhạc trời. Tất cả cây đổ trang nghiêm, đều mưa xuống đồ vật chân ngoạn kỳ diệu, phân bố khắp nơi, dùng đẻ nghiêm sức. Mặt đất vườn đó thanh tịnh, không có cao thấp. Trong đó có đủ trăm vạn điện đường làm bằng đại mani báu hợp thành. Có trăm vạn lầu cát vàng diêm phủ đàn che phủ phía trên. Có trăm vạn cung điện báu tỷ lô giá na, mani sen lẫn trang nghiêm. Có một vạn ao tắm các báu hợp thành. Lan can bằng bảy báu, bao bọc chung quanh. Thèm đường bằng bảy báu, phân bố bốn phía. Nước tám công đức, trong suốt tràn đầy. Nước đó hương thơm như trên đàn trên trời, cát vàng trải đáy ao, thủy thanh bảo châu xen lẫn khắp nơi, nhiều loại chim đẹp du ngoạn trong đó, vang tiếng hòa nhã, cây bảo đa la khắp nơi thẳng hàng, lưới báu răng phủ thòng xuống các linh vàng, gió nhẹ thổi động luôn vang ra tiếng hay, răng màn báu lớn, cây báu chung quanh kiến lập vô số chàng mani báu, quang minh chiếu khắp trăm ngàn do tuần, trong vườn đó lại có trăm vạn ao nhỏ, bùn hắc trên đàn lắng động dưới đáy ao, tất cả báu đẹp dùng làm hoa sen, nở rộ khắp trên mặt nước. Hoa đại ma ni, ánh sáng chiếu soi. Trong vườn đó lại có cung điện rộng lớn tên là Trang Nghiêm Tràng Hải Tạng, nền làm bằng báu đẹp, cột làm bằng báu tỳ lưu ly, li, vàng diêm phù đàn che phủ phía trên. Quang tạng Mani dùng để trang nghiêm có vô số bảo vương ánh sáng rực rỡ, nhiều lầu tầng giáp với gác, đủ thứ sự trang sức, hương vương Aluna, hương vương giác ngộ đều tỏa ra hương thơm vi diệu, sông khắp tất cả.